À, có cái dây truyền nam hệ thổ kháng tất cả 17. Đâu? Nói đúng rồi. Ấy kiểu gì biết ông ấy nói kiểu đâu. Me mà. Ba rồi đó là đang me là mà xúc ngay nè. Kháng tất cả 7, thời gian trúng đồng 20. Kháng tất cả 7 của ai em? Nam. Của em hay của ai? Của em mới nhặt được. Đâu đâu đơn xem nào. Này. Cần bán đi, đưa bán anh. Anh xài tạm coi. Đưa bán anh xài tạm coi. Được chưa? Được, thấy rồi, không xài bán anh nha. Em có xài đâu. Đưa đây bán anh. Anh xài ít thôi anh mang thôi. Hả? Giá này á, anh ra giá tầm hiện tại cái giá này á, anh ra giá chỉ được 3 kim, 3 kim hơn thôi, không được hơn. Rồi, anh em với nhau em để cho anh 5 kim. Thôi thôi, nam kim anh không mua được. Cái dây đó mà kháng banh mà khoảng trên 10 là anh mua nam kim. Đó, kháng banh không có gì dạ kháng tất cả trên bàn em. Tiền lại về. Giờ này mà kháng banh mà trên 10 là anh mua nam kim được. Nhưng mà giờ này có 5 rồi. Anh em trong 3 mới để 3 kim được. 3 kim được rồi, 3 kim được rồi. Mấy kim? 3 kim. 5 kim anh không mua được. Thôi. Đúng rồi, 5 kim không được. Bán chủ về mua giá 5 kim là bạn không, anh mua 3 kim là cao rồi em. Anh mua là đúng, anh mua này không đúng không tin gì á. Biết ra cái giá 3 kim là đúng rồi. Không phải đúng. Không, không phải đúng đâu. Anh mua thiệt nha. Anh mua giá là toàn cao không mày, không phải đúng đâu em ơi. Thiệt. Anh mua toàn giá trên trời không à. 2 kim thôi. Em đang cần đi, em cũng đang cần đi thủ rồi. Để cho bán chủ 2 kim thôi. Không, 3 kim là giá đó là hợp lý rồi. 3 kim là hợp lý rồi. Cái dây đó nếu mà nó kháng băng 15 á là anh mua ngay 5 kim liền đúng không em? Nếu kháng băng 15. Đúng rồi, kháng băng là kháng băng 15 em dùng luôn nên lập clip luôn. Đúng rồi. Dùng luôn. Khải ơi, Khải, Khải. Nha. Mai nạp xu đưa nha. Quên để trong luôn. Đây, sao giờ? Nó một tiếng ngoài gì nè. Bọn giao dịch luôn các bạn cái gì vậy? Bọn giao dịch dây chuyền này anh mua bao kim? Bọn giao dịch em ơi. Ủa sao nó không theo xe ta? Rồi, 3 kim mà anh đưa nha. Kết thế nào? Đó, nói chung là chuyện này mua. Mang tạm mà. 320 mà anh. À 320 hay 200 hay là lương 11 giờ? Ăn à, hay là lương ngày 11? 320 lương. À đó. Lương 8 giờ hôm qua đúng không? Anh Khải có mượn kim không? Không em ơi, mà anh có cần gì mượn. Giao dịch, giao dịch. Rồi gì lóc tung biếm một ạc của ai vậy? Ủa sao nó không theo xe ta? Anh mở chế anh mở tống kim đi à, theo chế độ tống kim mở anh. Tống kim đây mở chế độ tống kim này mà không theo nhưng mà nó theo là theo điểm tập kích ấy, anh hiểu không nó anh phải ra tập kích điểm tập kích nào là nó ra điểm tập kích tranh thủ gia tẩu lên hoạt động ban rồi. Anh em đang xem cho Khải một like chia sẻ giùm nha anh em ơi. Ok em này. Dương Châu Nha Môn nha. Dạy. Dạy cho nhanh. Ơi, không có lúc bữa tơ rồi. Thôi, thu ra tổ rồi. Chế cho mình giờ ấy. Một phi đao rồi nè. Một phi đao này cho xe nó cày. Hoặc là sau này mình có thể được thì mình sẽ đổi vũ khí. Hình xui nói chung khó khăn lắm nè. Anh em có xem những video trước Khải thì đổi chua lè chua lép. Đâu đơn giản đâu. Rào đổi biết bao nhiêu tiền mới ra được cái vũ khí mình cầm. Là cũng hơi căng, hơi khôi. Anh Năm giờ này Dương tôi mới nhận hạt nhân được chưa đi phát trước cho anh thôi. Ừ anh Tuấn ơi phát chưa ta? Không anh Tuấn em nộp cái tới 10 giờ gì mà. Ờ dạ dạ em tranh thủ ộp giao dịch phát cho anh đi bỏ ra 600 xu phát đi em ơi. Cứ một tuần mình tầm khoảng mỗi người 3 bên là được em. Mỗi người 3 bên là được. Rồi em cái phi đào cho đỡ xe nó mang. Rồi bữa nào có đổi thì đổi sang phục khí khác đánh sợ thôi. Duy đâu ta Duy ơi. Em nghe. Ờ mấy cái cuốn ép nâng cấp phi đao hôm bữa đó rồi em nói giao dịch đưa anh mà chưa thấy này có cũng nào không phi đao đưa anh rồi gì nữa ủa
đưa anh rồi á, đưa nào ta? Đưa anh có một cái đưa anh rồi. Được rồi. Có dư không? Đỡ anh đọc. Rồi. Anh Khải ơi. Ơi. Các bạn đưa anh với.